Xin chào các bạn, nếu các bạn lần đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án hay đó trên kênh của mình thì mọi người cho mình nút đăng ký kênh ở đây để mọi người có thể cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trên kênh, cũng như mọi người có thể đón xem những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh Rod của mình nhé. Mọi người bật chuông thông báo để mọi người có thể cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ nhé. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án Rod ăn chia 5.000 token NFT mạng BSC đến trên nền tảng mạng BSC mọi người nhé. Và dự án dành cho 5.000 xuất dân đùm may mắn. Nếu các bạn lần đầu tiên biết đến cái dự án này thì mọi người có thể cho mình like đăng ký kênh nhé. Với dự án này thì nó đã list ở trên sàn Gate mọi người nhé. Ok, để tham gia kèo này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đó hoàn thành các nhiệm vụ trên biểu mẫu glam.io cho mình. Vào đây khi mọi người bấm vào, mọi người sẽ đăng nhập tài khoản mạng xã hội của mọi người trước tiên. Sau đó bấm vào chữ click for edit bonus entry nhé, mọi người bấm vào đây. Nhiệm vụ đầu tiên là mọi người phải kích đích vào đây. Rồi, sau đó mọi người sẽ view kênh Twitter này cho mình. Ở đây mọi người sẽ follow kênh Twitter trước tiên. Mọi người bấm vào follow kênh Twitter này. Bấm follow. Ok, ở đây bấm theo dõi kênh Twitter cho mình nhé. Sau đó các bạn kết xuống bài đăng. Mọi người sẽ like, retweet là bài đăng này. Rồi, quay trở lại Eros trên này thì mọi người sẽ bấm vào con tin. Ok, tiếp theo là retweet là bài đăng này. Rồi, visit. Mọi người chỉ bấm click vào, sau đó quay trở lại luôn nhá, tích vào con tin. Ok, nhiệm vụ view này. View on enter lên luôn mọi người nhá. Rồi, bây giờ các bạn ra vào kênh Discord này. Ở đây bấm chấp nhận lời mời cho mình. Rồi, sau khi chấp nhận lời mời, ngồi vào chat cho mình từ đây. Ok, kéo sang phải này, kiểm tra xem mọi người đã join vào đúng kênh chưa nhá. Đây mọi người sẽ tìm cái avatar của nó bên này nhá. Đây này, mọi người sẽ kiểm tra avatar của nó. Ở đây cái avatar đây mọi người nhá, bấm vào này. Sau đó bấm vào chữ verify. Ở đây bấm vào tích vào hai cái hình này cho mình. Ok, kéo sang phải này. Đã xong, quay trở lại Eros. Tích vào con tin. Rồi tiếp theo join vào kênh Telegram. Ở đây bấm tham gia kênh Telegram cho mình. Rồi ok. Tiếp tục quay trở lại Eros. Tích vào con tin. Ok. Tiếp tục join vào một kênh Telegram ở dưới này nữa nha mọi người nhé. Bấm tham gia kênh cho mình. Ok, đã xong. Quay trở lại tiếp tục tích vào con tin cho mình. Rồi. Đây địa chỉ ví ở đây mọi người sẽ dùng địa chỉ ví mạng BSC ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask của mọi người nhé. Rồi vào đây các bạn bấm sao chép lại địa chỉ ví cho mình. Sau đó quay trở lại trên biểu mẫu Golem chấm mọi người sẽ gửi vào đây. Ok, tích vào con tin. Rồi. Và cuối cùng ở đây mọi người sẽ có một cái link để mọi người đi giới thiệu bạn bè và kiếm thêm entry tham gia dự án Eros này mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video. Vừa rồi mình hướng dẫn mọi người dự án Eros ăn chia 5.000 token NFT giá trị tương đương cả 50.000 đô đến từ Uncharted NFT Mystery Books mọi người nhé. Dự án dành cho 5.000 suất random. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn mọi người những video lần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.